vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, về với liên hoan của nữ hát dân ca quan họ Bắc Kinh và tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023. Cho phép tôi thay mặt cho đội tuyển phường Thủ Thương xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Thủ Lương tôi, quê hương yêu dấu, con sông cầu uốn khúc liền cao, quê tôi ở theo vòng cung đê, đồng ruộng trải rộng bao la bốn bề. Đông Lan, Ngọc Xá liền kề Đào Viên, Tây Bắc Việt Hùng Quế Tân, còn về Đông Bắc sông Ngăn tỉnh ngoài. Phụ nữ là một phong trào khơi dậy, khúc dân ca làm rung động lòng người. Tôi, Thu An chủ nhiệm trong phường, hát câu quan họ thực hành người ơi. Ương Nam cặp cụi đêm ngày, chăm lo trang trại luôn tay làm giàu. Hồng Mến nay đã có câu, tuyên truyền bảo sạch đâu đâu cũng cần. Hải Yến tôi rất nhanh chân, tổ trưởng vận động toàn dân chấp hành. Công việc tỉnh đã điều hành, trồng hoa khắp lẻo hoàn thành từ lâu.